Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề mà nhiều người hình như hầu ai cũng bị nè. À, các bạn thấy nè. Cái đọt của mình nha. Cái đọt sầu riêng của mình nó đã đứng rồi. Các bạn xịt cái gì mình không biết. Mình xịt khác, các bạn xịt khác. Đó, cái đọt mình đứng, các bạn thấy không? Cái đọt nó không đi nổi cái đọt đó. Nhưng mà các bạn chú ý nè. Chú ý nè, ở trên mình xịt á thì mình xịt mình phủ ở ngoài thôi, còn cái đọt nè, cái nách nè, trong cái nách các bạn nè, trong cái nách các bạn thấy lá nè. Mình gọi đây là cái lá cây hai nè, ở ngoài cái đọt là nói, nhưng mà cái lá cây hai nè các bạn thấy nè, thấy không, nó đang còn lụa nha, nó lụa như thế này nó vẫn rụng bình thường nha. Đó nè, các bạn phải đi lãi cái này bỏ nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn phải lãi những cái bông đầu cành, những cái bông như thế này nè, thấy không ạ? Mình lãi không kịp á, nó rút dinh dưỡng dữ lắm nha bạn, nó rút dinh dưỡng nha, bông mình đang sổ là rụng á. Những cái chớp đầu cành nè. À, hôm nay là mình đi cái vườn mình nó đang sổ tấp trước nè, nó sổ nè, nó đậu dính nha. À, mê lắm các bạn, cây này mà mình lấy chắc 30-35 trái mà nó dính ghê lắm. Còn đang sổ trên nữa. Thôi các bạn, bữa giờ mình thấy các bạn nói là sầu riêng rụng quá, hôm hồi bữa giờ nó cũng sốc nhiệt thiệt. Bữa giờ là sáng là 7 giờ là nắng dữ lắm, nắng rồi. Bởi các bạn phải lo giữ ẩm cho nó nha, nó khô quá nó cũng rụng đó các bạn, mà nó ướt quá nó cũng rụng nữa. Bởi các bạn phải cân bằng cho nó. Bây giờ các bạn ra chú ý đi, thí dụ mà nè, những cái bông đầu cành này nè, các bạn lặt bỏ nó đi, lặt liền cho mình, nó sẽ giảm tải cho cái lượng bông. Mình sáng giờ mình lặt dữ lắm, lặt rồi nè. Cây mình đang số nhị, đang số nhị cái top 2 rồi, top đầu chạy trái đạt lắm nha bạn. Cũng rụng đó, của mình cũng rụng á, chứ không rụng đâu. Mà tấp đầu trái nhánh này để 3 trái mà đậu 2 mấy trái đó. À, mình đi cây nữa đi, mình đang lặt nè, các bạn thấy nó mởn lắm, mởn luôn nè. Những cái bơi gì là mình bắt bạn phải bỏ nè đó, cho nó giảm tải cái lượng dinh dưỡng đi, đang tập trung nuôi bông nuôi trái là nó thổi trái lên. Mà nó đang sổ nè, thời điểm này cực kỳ nhạy cảm luôn. Anh Liêm, thôi mình xin kết thúc video đây nha.